Chương trình nhạc lễ hướng dẫn và thực hành. Sơ qua ha, một đó là hướng dẫn các bạn có nhu cầu học và các bạn đang học mà còn bỡ ngỡ cái nốt trên đây đó, không biết cái quãng nào nó trùng quãng nào và đập chữ sao. Nay Long cách sơ qua để cho các bạn nào mà đang học kèn, cái nhu cầu kèn tham khảo ha. Ví dụ như xà thì nó trùng với âm sang, tính theo quãng 1 rồi quãng 8 các bạn. Những cái nhạc cụ khác thì nó rùng 3 quãng, còn cái kèn thì nó rùng 2 quãng thôi ha. Còn thứ ba mà không dừng thở nổi đâu. Ví dụ như sàn. Đó là 2 quãng này trùng với nhau. C thì trùng chữ C. Sau khi mà các bạn biết rồi, hiểu rồi đó, trong cái âm hưởng các bạn bao, các bạn thổi thì nó có quãng trầm, quãng bổng, cồng có cống. Các bạn thổi cái quãng 1 và quãng 8, các bạn thổi cho kiểu ngâm hang để hôm nay là chín năm, thổi cho tới phàn thì có chữ phán, phàn quãng 1, 8 phá chữ phán quãng 8. Những cái đoạn này, những cái đoạn này nó quan trọng các bạn, những cái âm hưởng trùng này liều có liếu ha. Sẽ có thời gian các bạn dùng tới thôi. Những cái nốt cao này thổi cho nó chuẩn ngâm, cho nó mạnh ngâm để cho nó không có được lệch với cái nốt trầm. Ví dụ mình bao rạp ha, bao rạp. Sao ăn nó đi một lượt và đi một lượt và thổi khéo chứ không khéo là nó sẽ ngọng ngâm
và nó không tới, nó lợ nó kỳ ha. Bây giờ mình thổi nóng quãng 8 không đó, nãy thì mình thổi quãng trầm ở dưới, tất cả những nó trầm ở dưới, bây giờ mình thổi quãng 8 nó động, làm động thôi, nó động hơn khó thổi các bạn. Đoạn bổng rồi các bạn đầu, các bạn xuống đoạn trầm, các bạn về chỉ sang nó sẽ hay hơn ha. Chứ đang thổi nóng gì mà các bạn ngắt ngang là không được, các bạn thổi phải về chữ rồi các bạn mới ngắt, rồi cái là lấy hơi thổi tiếp cái khác đó. Cái thổi nóng thì nó rất khó ngang đó, làm thổi chậm cho đó, thổi chậm thì các bạn có thể tham khảo. Bao rạp cũng vậy mà bao nam nó cũng vậy, bao nam là bao mùi các bạn. Hưởng chính, bây giờ nó là thứ, hai giai điệu nó là thứ, về cái nó chủ là thứ, về nó chủ á, còn về quán ba là trưởng, thì về quán ba là về chữ sang đó, u di sang là ba quản, thì nó về nó ba này là nó trưởng, ha, các bạn phải phân biệt nha. Còn bao nam thì nó giai điệu nó thứ, thì các bạn về chữ u, đây là nhạc trữ tình mà nhạc trưởng và nhạc thứ vậy đó. Sẽ vô bài, các bạn vô bài thì nó sẽ liền, nó liền nó thôi, nó không bị khựng nốt nữa. Lý do là các bạn phải tập bao, tập bao bao cho nhiều. Đây mình biết nhiêu mình hướng dẫn với nhau nhiêu, nhất là các bạn mới học á, các bạn đang học có nhu cầu về cái này nó rất là hiếm các bạn. Ở trên mạng thì như là Long theo dõi là rất là ít. Chỉ rất người gì người chỉ về cái kèn thao, chỉ là chi tiết, đa số là họ quay clip họ đăng lên thôi chứ không có chỉ như vậy. Vâng thì em chỉ ra hết để anh em mình tham khảo nhau học, và mình có khả năng nhiều mình dẫn nhiều và bắt đầu nha. Chữ sang các bạn nhúng nè, chữ cầm các bạn nhúng nè, chữ liêu các bạn nhúng, chữ C tùy theo âm ngữ mà các bạn nhúng chữ C ha. Còn chữ C này hạn chúng nhúng, hạn chế nhúng, sang nhúng, cầm nhúng, liêu nhúng, sang nhúng đó, mình nhúng để mình tạo ra một cái âm hưởng, một cái hồn nhạc để mình bao ra để cho nó có sự sống động đó, cho nó chắc nó nhạc. Các bạn
nhúng vô đây nha, không nhúng thì nghe nó trơ trụi. Các bạn cứ nhúng nhúng thoải mái, nhúng cho nó giỡn sống ha, cho nó giỡn sống cho nó rõ cái âm nhúng. Các bạn cứ tua tới tua lui ha. Rồi bữa nay mình giao lưu như đó ha. Để tiếp những clip sau nữa thì Lâm sẽ hỏi phụ bài để hướng dẫn bạn. Mình biết nhiêu mình hướng dẫn nhiêu. Để tập cùng nhau tập sự để làm. Bye bye các bạn.